các con cả. Là một chú gấu biết nói đó. Ba yêu con. Con cảm ơn ba. Ba có mua kem cho con không ạ? Có chứ. Ba sẽ quay lại ngay. Ồ, Luigi, anh thật hài hước. Thế là anh hỏi Mario, cái vòi bị nghẹt rồi. Đúng là cuộc phiêu lưu đích thực mà. Quả anh đào ngon nhất em từng ăn. Có gì mắc cười đâu trời. Obela nhìn hơi lạ. À, không có gì cả. Tiếng gì vậy nhỉ? Luigi, ở đây xảy ra chuyện gì kỳ lạ lắm. Beatrice không thở anh ơi. Ra khỏi đó mau. Luigi, là Beatrice đó anh. Beatrice, sao lại xảy ra chuyện này? Tôi rất tiếc, nhưng chẩn đoán không khả quan cho lắm. Y học hiện đại không thể cứu được cô bé. Không, con gái của bà. Có chuyện gì vậy? Là ai làm? Không hay rồi. Tỉnh dậy đi con. Cẩn thận, đây là bệnh nhân của tôi. Đừng có bảo tôi phải làm gì. Nhận lấy. Tiêu rồi. Mấy người, chạy thôi. Tụi mình cũng đi đi. Nhanh lên, không được đi. Lại là anh à, đây là bệnh viện của tôi mà. Để yên đi. Trốn đi, nhanh lên. Trốn ở đâu đây ta? Chỗ này được nè. Obela, Catnap. Các cậu ơi, nói tụi mình biết Obela và Catnap đang trốn ở đâu nha. Pikachu đến rồi kìa. Chết nè. Cứu hồn, thoát rồi. Có chuyện gì vậy? Phải nhiều chuyện chút mới được. Mỏ của mình. Ô, Pikachu đang bốc hỏa. Chẳng có ai cả. Mấy người muốn chơi trốn tìm đúng không? Chờ đó. Tia sét. Chết rồi. Cái gì vậy? Ướt. Không. Ướt. Chuyện thường mà. Tìm thấy mình rồi. Tóm được rồi. Ra đây, chúng ta nói chuyện. Sao anh không nói vậy từ sớm đi? Bây giờ. Được rồi. Biết rồi. Chỉ có cho ngồi ghế điện thì cô mới khai hết sự thật thôi. Ô không, đây là thứ gì? Ghế điện không phải là thứ đáng sợ duy nhất đâu. Coi mình rồi. Catnap đã bị bắt. Âm thanh kỳ lạ đâu ra vậy? Không hiểu gì cả. Dừng lại đi, tôi nhột lắm. Dừng lại, tôi khai được chưa? Hôm đó là một ngày hè hết sức bình thường. Tôi đang bán bong bóng thì bỗng nhiên nghe tiếng con nít khóc. Đừng hòng qua mặt tôi. Sự thật là như thế này. Ngay khi khách hàng vừa đi khỏi, quả bong bóng nổ tung và thải ra khí độc khiến người ta mê man. Con cũng muốn bong bóng. Được chứ, để cô thổi lên cho con ngay nha. Vui quá đi. Bong bóng này bé cưng. Bắn. Ngủ đi. Ngươi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Không có, anh sai rồi. Làm sao mà sai được. Nhột quá à. Ngươi ở đây. Ta sẽ xử lý những tên nghi phạm khác. Các ngươi đang trốn ở đâu? Ta sẽ tìm ra cho bằng được. Ta sẽ đập nát hết mấy chiếc hộp này. Mình có dự cảm không lành. Đúng rồi. Ồ, nhiệt kế à. Chắc chắn trong này có người. Tăng nhiệt độ lên thôi nào. Đừng thử tại nhà nha mấy nhóc. Nguy hiểm đó. Mình sẽ đốt một ngọn lửa nhỏ. Mùi như gà quay vậy. Thế mà lại chẳng có ai. Kia rồi. Tóm được rồi nha. Đây là nước hoa mới của tôi mà. Chạy đâu cho thoát. Không, thả tôi ra. Ngồi im. Không đời nào. Xem ta đây. Muốn chơi vậy à? Thích thì chiều. Cái gì vậy? Ngươi sẽ biết ngay thôi. Nhưng sẽ không vui vẻ gì đâu. Ô không, dừng lại đi. Xin hãy tắt âm thanh kinh khủng đó. Tôi sẽ khai hết mà. Tôi chỉ đang lau chùi và đánh bóng vỏ trứng. Tôi đang vẽ biểu tượng cảm xúc để mấy đứa nhỏ chơi cho vui. Thì đột nhiên, tôi nghe tiếng Beatrice hét lên. Đừng có bịa chuyện nữa. Sự thật không phải như vậy. Người thấy thứ hấp dẫn hơn nhiều. Quả bóng Pokemon. Mình cần nó. Beatrice ơi, con muốn chơi không nè? Dạ muốn. Phần thưởng là quả trứng sô-cô-la thơm ngon này.
con chỉ cần đánh cược quả bóng Pokemon. Đừng lo, con chắc chắn sẽ thắng mà. Tập trung chú ý vào quả bóng nha. Hô biến, nhìn theo tay cô nè. Bóng Pokemon đâu mất tiêu rồi? Dạ ở đây. Sai rồi, không phải ở đây. Bóng Pokemon của con. Cô bé đừng sợ, cô sẽ trả lại quả bóng Pokemon cho con. Nhưng không phải bóng thường đâu, có bất ngờ đó nha. Wow, đồ độc ác. Chuyện không phải như vậy đâu. Không lừa được ta đâu. Ngươi sẽ bị trừng phạt thích đáng. Thêm một đứa nữa ngất đi. Nghỉ ở đây đi, ta sẽ tiếp tục điều tra. Hình như mình thẩm vấn hết nghi phạm rồi. Cái gì vậy? Hình như vẫn chưa chết. Tin nhắn của Luigi. Em nhớ anh. Trả lời. Cô công chúa này bất lịch sự quá đi. Phải dạy cho một bài học mới được. Em đang ở đâu á? Luigi, anh sẽ không thể tin được đâu. Đúng là bí ẩn quá đi. Bắt tay vào việc thôi nào. Cắt cái hộp này làm sao ta? Lấy dao mổ hay máy cưa đây nhỉ? Dĩ nhiên là dùng dao rồi. Em mong được gặp anh quá đi. Luigi yêu dấu của em. Hôn hôn ôm ôm. Ngươi sẽ phải trả lời vài câu hỏi trước đã. Có chuyện gì vậy? Thả tôi ra. Làm cái gì thế hả? Không, phải vậy chứ. Cho người biết trang điểm thật sự là như thế nào. Ông làm gì tôi vậy hả? Làm việc thiện đó. Tự nhìn đi. Là kiệt tác chứ gì nữa. Không, gương mặt xinh đẹp của tôi. Nếu không muốn ta lấy tia sét kích hoạt mấy hình vẽ đó thì khai thật đi. Khởi đầu ngày hôm ấy rất tuyệt vời. Tôi đang ăn quả anh đào và trò chuyện với Luigi. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tào lao. Đâu phải như vậy đâu. Ngươi và Luigi đang tình tứ. Em yêu anh nhiều hơn. Chết rồi, hết pin mất rồi. Sao lại là lúc này? Bật lên đi mà. Pichu, con là Pokemon hệ điện mà. Bé cưng giúp cho cô với được không? Cô cho con ăn anh đào nha. Đổi lại con sạc điện thoại giúp cho cô ha. Dạ được. Wow, cảm ơn con. Nhưng ở đây đợi để cô có đủ pin gọi điện với chú Luigi nha. Anh yêu là em đây. Cô Daisy ơi, phổ lưng cho con đi. Con bị nghẹn, cố. Thế rồi anh yêu. Cảm ơn con nha, Pichu. Bye bye. Ngươi nở lòng để con bé Pichu bất lực nằm ở đó. Đó không phải là sự thật. Nhìn Luigi của ngươi lần cuối đi. Luigi, ông muốn làm gì? Ta không tin ngươi. Ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần. Ô không, tin nhắn. Em yêu anh. Đúng vậy. Cái gì? Em yêu anh. Sao ông lại làm thế hả? Gửi. Trả điện thoại lại đây. Có tin nhắn à? Từ Bowser sao? Wow, tên Bowser này mê đắm ngươi rồi. Ta nói gì với hắn đây ta? Hết hết. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Daisy, nhanh lên giúp mình với. Cởi trói cho mình đi. Được rồi. Ow, thôi chết. Dây giày của cậu bị cột lại rồi. Không sao, mình vẫn giúp cậu được mà. Bowser, em thích anh. Anh là một chàng trai tuyệt vời. Mình đây, Daisy. Bowser, đến lúc cho cậu biết được sự thật. Là tôi đây. Cái gì? Xin chào. Các ngươi không trốn được đâu. Phía sau kìa. Hả? Không. Chết nè, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng bé Pichu tỉnh dậy rồi. Pichu, ba đây con ơi. Ra khỏi đây thôi. Đánh thức Obela dậy nữa. Cậu không sao chứ? Đi nào. Con gái, con không sao chứ? Nhanh nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì đi. Con bé tỉnh rồi. Đúng là kỳ tích mà. Chuyện là như này ạ. Trong lúc ba đi mua kem thì con muốn chơi với bạn gấu bông. Nhưng mà không được. Con thử sạc như ba dạy cho con. Cơ mà tia điện nhỏ thì không hiệu quả. Thế nên con mới làm nó mạnh lên một chút. Nhưng vẫn không được. Con ngấu quá trời. Thế là con đá bạn gấu. Rồi con bị giật điện. Pichu, con bị làm sao thế này? Không. Không có gì. Chuyện là vậy đó. Tôi làm hơi bị lố. Nói tới ngại thật chứ. Chợt nhớ ra tôi có một ca khẩn cấp đây. Tôi phải đi rồi. Ôi da. Tạm biệt cả nhà. Sẵn sàng.
chiến nào Pokemon. Cố lên Sean, cậu có thể đánh bại cậu ấy mà. Hãy xem Pokemon của mình đây, không là gì so với mình nha. Cậu thua rồi Phil à. Tất cả thẻ bài của cậu thuộc về tớ rồi nha. Đồ thua cuộc. Sean là nhà vô địch. Sao lại vô lý như vậy chứ? Mình thua hết thẻ bài rồi. Ôi, trời ơi, điện thoại hết pin rồi. Chào huấn luyện viên. Chào cậu. Ồ, điện thoại của cậu cần sạc pin nhỉ? Mình nghĩ mình gặp ảo giác rồi. Làm bạn nha. Dạ, được chứ. Ủa, đúng rồi ha. Chui vào bóng nào. Giờ thì ổn rồi. Nghỉ ngơi đi nha. Chỗ này hơi bị đông luôn á. Hên là có đồ ăn nè. Pokemon thật thụ của mình. Ủa, có hai cái luôn nè. Không, là một quả bóng khác. Để xem là Pokemon gì nào. Ồ, Phil, cậu chơi đồ chơi à. Các cậu, đừng mà. Trả cho mình. Bắt lấy, bắt lấy. Ủa, chào Charmander. Cậu có thể xử lý hai người này được không? Chuyện gì vậy? Nhiều thẻ bài quá đi. Giờ thì chúng là của mình. Cảm ơn nhiều nha. Chui vào trong quả bóng đi nào. Đúng là Pokemon xịn. Nếu cả hai đấu với nhau thì sao nhỉ? Bên trái là Pikachu. Pikachu. Và bên phải là Charmander. Chiến đấu. Thú vị quá đi. Cái gì? Hai cậu thân nhau rồi sao? Ok. Phil à, đống lộn xộn gì đây? Dọn phòng ngay cho mẹ, nhanh lên. Thôi mà mẹ, con sẽ được chơi tiếp sau khi dọn phòng sạch sẽ. Đây là vi phạm nhân quyền của mình mà. Ồ, mình có ý này nè. Pikachu, mình chọn cậu. Dọn dẹp phòng thật nhanh đi nào. Cảm ơn nha. Ok. Mẹ ơi, sạch rồi đó. Được đó, con trai à. Còn cái khăn nữa nè. Mẹ sẽ cất vào tủ cho con nha. Cái gì đây? Phil, con xin lỗi mẹ. Pokemon, đến lúc trở nên mạnh hơn rồi. Nè, snack của tớ. Tuyệt. Đến lượt cậu, Charmander. Là một thanh kiếm. Tuyệt. Bầu trời là giới hạn. Không có gì gọi là quá nhiều cả. Đi nào các cậu. Sẵn sàng chiến đấu. Ngủ ngon nha Phil. Ngủ đi nha. Tối qua mình không ngủ được. Sợ quá đi. Cậu bật đèn lên được không? Rồi đó, ngủ ngon nha. Cảm ơn. Chán quá đi. Nè, Pikachu. Mình biết mùi gì rồi. Là đồ ăn. Thông minh đó Pikachu. Đi thôi, quét sạch tủ lạnh nào. Tiếng động gì thế?
vậy nhỉ? Ồ không, là Pokemon ư? Ngon quá đi. Sao các cậu ăn nhiều thế hả? Chui vào trong bóng đi. Ai sẽ dọn đống này đây trời? Chán quá đi à. Ồ, mình đã luôn muốn học cách tung hứng mà. Ồ, động đất rồi. Cứu với, nhà của mình. Chà, thấy thế nào hả? Mình sắp nôn ra mất thôi. Ồ, không chơi dại nữa. Ồ, Kay, tình yêu của mình. Đi hẹn hò với mình nha. Được thôi, nhưng mà mình biết rồi, cô nàng thích hoa. Này Pikachu, mình cần cậu giúp. Kiếm cho mình vài bông hoa nha. Tóc của mình tiêu hả? Hey, tặng cho cậu nè. Ok, chúng ta sẽ hẹn hò. Đây, soda cho cậu nè. Mình sẽ đi lấy bít tết. Tất cả đã xong. Mình nợ cậu lần này, Charmander. Ồ, cảm ơn cậu nha. Thật vinh hạnh. Này, Charmander. Hả? Thắp nến đi. Ồ, ok. Cảm ơn. Gì nữa nhỉ? Tặng cho cậu nè. Wow, đẹp quá à. Tặng cậu nè. Wow. Cậu hiểu mình quá đi. Mùi gì khét khét thì phải. Cậu làm gì vậy hả? Ủa, trốn thôi. Tất cả đứng yên. Đây là một vụ cướp. Đưa hết tiền trong đó đây. Giơ tay lên. Đưa hết tiền đây. Ồ, hãy chờ xem. Ồ, xem nào. Cái bụng mềm mềm nè. Cậu mềm quá à. Nè Pikachu, cậu phải xử lý anh ta, chứ không phải chơi đùa nha. Được rồi, xin lỗi anh bạn. Cậu đã bị bắt rồi. Bye bye Pikachu. Cảm ơn vì đã giúp nha Phil. Phần thưởng đây. Ồ, là thẻ bài mới. Xin chào. Hết pin rồi. Chờ đã, mình biết cách giúp cho thầy rồi. Pokemon của em và điện thoại của thầy. Thầy tin em đi. Của thầy đây ạ. À. Chuồn thôi. Đứng lại đó. Không dễ như vậy đâu nha. Mình sẽ không phá hỏng điện thoại của thầy một lần nào nữa đâu. Bộ phim yêu thích của mình. Chờ đã, không được mang đồ ăn vào. Chuyện nhỏ, mình có người hỗ trợ mà. Các cậu à, mình cần trợ giúp. Giấu snack đi và đem vào rạp phim cho mình nha. Chui lại vào bóng đi nào. Ra ngoài đi các cậu à. Đưa mình bánh snack nào. Ồ, ngủ hết rồi à. Ngủ ngon nha. Ai sẽ thắng vòng này đây nào? Sara và Butterfree của cậu ấy. Hay Mila và Blastoise đây nào? Sara, này, tỉnh lại đi. Cậu làm được mà, Butterfree. Ta này khó à nha.
Tiến lên nào cô gái, làm tốt lắm. Ô không, tụi mình thua rồi. Ồ, em bé khóc nhẹ kìa. Đập tay nào Butterfly, xem nha. Oh yeah, mình phải nắm bắt cơ hội thôi. Đánh ra nào. Chào Sara, tên vua thua cuộc nào đây. Tụi mình đi hẹn hò nha. Tớ chỉ hẹn hò với quán quân câu lạc bộ Pokemon thôi. Tớ cũng là thành viên câu lạc bộ đó. Cô Penny, tớ triệu hồi cậu. Thế cậu thấy thế nào về buổi hẹn hò? Cái gì? Cậu đúng là đồ thua cuộc vĩ đại đó. Có chuyện gì đây? Đủ rồi, vào lớp ngay đi nào. Ra ngoài, di chuyển nhanh lên. Ơ, gì đây? Bóng Pokemon à? Nó sẽ rất tiện lợi đây. Không Pokemon, không bóng Pokemon. Cơ mà, cái này dùng sao vậy ta? Không hiểu gì hết trơn á. Ta sẽ ép ngươi mở ra. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy có ổn không ạ? À? Bóng Pokemon à, đó là sai quy định nha. Đi ra nào. Đây là bé Pokemon của em ạ. Dễ thương thế. Bé đó làm gì mà là Pokemon được. Bé nó chỉ bằng 1/3 Pokemon thường thôi. Đủ rồi. Làm tốt lắm bé Pichu. Những luật cấm không hợp với chúng ta. Ít ra thì mình đã biết cách mở cái này. Cậu là ai vậy? Nè, cấm Pokemon trong trường của tôi. Tôi sẽ trở thành bảo vệ và sẽ không để Pokemon nào lẻn vào. Kế hoạch hay đó nha. Bảo rồi mà, cấm Pokemon. Ra ngoài ngay. Nhận củ cà rốt này làm quà nha, tình yêu của tớ. Che miệng của cậu lại đi. Mắc kẹt rồi. Bạn võ sĩ ơi, cậu giúp tớ nha. Nó bị kẹt rồi. Kéo, búa, bao. Sara, em mang Pokemon theo không đó? Đây ạ. Bướm bướm khổng lồ. Nestoy, làm gì đi chứ. Tiến lên nào. Ngủ ngon nha các chàng trai. Này, Nestoy, dậy đi. Kéo, búa, bao, bắn. Tụi mình cũng làm được đó. Các em nghĩ các em đi đâu vậy hả? Cố lên Scorbunny, làm đi nào. Đây rồi. Đi thôi Bunny. Cho cậu trái cam nè Blastoy. Oh yeah. Có ai có ly thủy tinh không? Cảm ơn nha. Nước cam tươi. Bạn không thể đi qua họ được. Ai chà chà. Cô Penny ơi, tụi mình đi bằng ống thông gió đi. Cậu gỡ thanh chắn xuống có được không? Ok. Đồ phá đám. Làm tốt lắm. Đi thôi. Là đường này nè. Đây rồi, tình yêu của mình. Cái gì vậy? Con gián kìa. Mình bị bỏng rồi. Bunny, cậu đang cháy kìa. Mình đang cháy. Hiệu ứng cổ tay đặc biệt à. Bunny, chờ đã. Tớ bị cháy rồi. Blastoy, có việc cho cậu làm kìa. Tiến lên nào Blastoy, bắn đi. Cảm ơn đã giúp đỡ cho em ạ. Đi thôi. Cậu không sao chứ? Vậy mới gọi là karate chứ anh bạn. Xin lỗi nha. Đứng lại. Cái gì? Vào đi. Các bạn nghĩ mình giấu gì trong vali nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Là đồng hồ ma thuật.
Cái gì đây? Thầy muốn xem ảo thuật không ạ? Xem tay của em nha. Bam! Sao cậu ấy làm được vậy? Trong nón của em có gì đó? Ảo thuật đó ạ. Em đúng là nhà ảo thuật cùi bắp mà. Đặt tay thầy vào nón đi. Đó là tay đó hả? Có tay thỏ trong nón kìa. Một thất bại nữa. Blastoy, xử Pokemon đó đi. Chạy đi. Đàn solo của mình. Và bé Pichu. Này. Chào thầy. Em đề nghị một trận đấu Pokemon công bằng. Blastoy của thầy và Scorbunny của em. Rồi sao? Sao cũng được. Blastoy, cố lên. Cậu làm tỉnh dậy con quái vật thỏ rồi đó. Hả? Ồ, bé thỏ của em thua rồi. Bunny à, chúng ta phải bò khỏi đây thôi. Đứng lại, em có trong danh sách đen không? Không à, em vào đi. Đồ thua cuộc. Này, cậu ấy lén đem bóng Pokemon vào kìa. Cậu biết tụi mình phải làm gì rồi chứ? Chăm mồi thôi. Tớ không muốn vào tù đâu. Tụi mình có thể nhấn còi báo động. Ok, để tớ làm cho. Có ai đó đang bò à? Con gián hay mình là ninja vô hình? À, chạy chạy các em, sơ tán ngay lập tức. Ở trường có cháy. Được rồi. Đúng là đồ thua cuộc. Mình đã lén mang Pokemon vào trong lớp rồi. Ờ, có còn ai ở đây đâu. Tức thiệt chứ. Truyền qua cho Blastoy. Tôi đang trống nè. Bắt được rồi. Yeah. Đó là một cuộc chạm trán. Chúng ta là nhà vô địch. Ai đó? Pokemon à. Thưa thầy. Đứng lại. Không được mang Pokemon vào trong. Đây có phải là Pokemon đâu ạ? Là linh vật của team tụi em đó thầy. Thật à? Tuyệt vời. Các em cho tụi thầy xem màn cổ vũ có được không? Nhảy đi. Để xem linh vật của các em làm được gì. Thật tuyệt vời. 10 điểm. Chuyện nhỏ mà. Linh vật của đội à. Ý hay đó nha. Scorbunny, thay đồ thế nào? Dán à. Đợi đã. Mang con dán đi đi. Cậu làm thiệt luôn đó hả? Nè, cậu sẽ là linh vật của đội đó. Tớ thích điều này. Đứng lại. Au. Không cho phép Pokemon đi qua. Để tôi giúp. Là Pokemon à? Không ạ, là linh vật của tụi em. Thật đó ạ. Linh vật của đội là con gián á. Đội thua cuộc hay gì? Đúng vậy, rồi hai người sẽ thấy. Nóng quá à. Nó cháy kìa. Nhẹ nhõm ghê. Ý tưởng tệ hại. Mình cảm thấy tội cho em ấy. Để tôi cho cậu xem cách làm bong bóng xà phòng nha. Nhiều bong bóng thật đó. Vui ghê. Blastoy của mình. Đến đây nào. Mila ơi. Blastoy, cậu đi đâu vậy? Quay lại đây. Đến đây nào. Blastoy, xem tôi có gì nè. Mình nên chọn ai đây? Vân vân quá à. Thầy, đừng có đụng vào Pokemon của em nữa. Về nhà thôi, Blastoy. Làm tốt lắm bạn thân. Thích cà rốt không nè? Và cậu nhận được huy hiệu nè. Bye. Xem tụi mình có gì kìa.
cậu được tham gia câu lạc bộ Pokemon rồi. Tớ là nhà vô địch. Đi thôi nào. Cắm Pokemon vào. Thế bảo vệ đáng sợ của thầy đâu? Thầy có thể tự giải quyết. Và hả? Có vậy thôi á hả? Chà, cẩn thận đó. Đó là cái chân lành lặn còn lại của mình. Đấm hay lắm Benny. Đây rồi, ước mơ của mình. Cho họ thấy đi Benny. Tớ là thành viên câu lạc bộ Pokemon rồi nè. Rồi sao? Hẹn hò với tớ nha. Không, thật ư? Tớ có hoa cho hai cậu nè. Ừ, dễ thương thật đó. Tớ đang phân vân. Đi hẹn hò đi thôi. Đi xem phim nha. Yeah. Phim hay thật đó. Pikachu đáng yêu ghê. Buổi công chiếu phim Pikachu. Chào con, vé của cô bé là phim Pikachu ha. Cô bé còn mang theo gì vậy? Các bạn của con ạ. Được rồi, con dẫn các bạn vào đi. Xem phim vui vẻ nha. Pokemon ơi, chào mừng tới rạp phim nha. Gì đây ta? Để xem nào. Là Pikachu thật nè. Chào cưng. Được lắm Pikachu. Chúng ta không bạn bè gì hết nha. Có chuyện gì vậy trời? Cắm đặt chân hay móng vuốt vào chỗ này lần nữa nha. Cầu Pokemon của con. Cắm quay phim. Bé cưng Pokemon mình mới tậu nè. Đi nào. Đợi chút, cậu có mang theo Pokemon không đó? Có ạ. Để tôi cho anh xem ngay và luôn nha. Mình chọn cậu Pokemon. Ow! Con Pokemon này ngộ ha. Được chứ? Được, Jigglypuff à. Đáng yêu quá trời. Tuyệt. Đi nào Pokemon. Anh bảo vệ bị mê hoặc hoàn toàn rồi. Tụi nó nghĩ mình là ai chứ? Đã không tôn trọng nội quy, lại còn bỏ bùa bảo vệ nữa. Tụi nó sẽ không thoát được đâu. Phải, Pokemon của ta. Max, dậy đi. Đi làm việc mau lên. Dạ, thưa ngài. Là Charmander. Pokemon lửa. Đúng là thứ mà tôi cần. Đi theo tôi nào. Chúng ta đúng là một đội trong mơ ha. Nhìn nè. Chào anh. Anh muốn vào hả? Nhưng anh có mang theo Pokemon không đó? Có hả? Ôi trời. Ồ, tôi cũng có Pokemon đó nha. Tôi chọn cô Charmander. Cô giải quyết được chứ, phải không? Chịu thôi. Hợp đồng của tôi không bao gồm cái này. Xin thua. Biết mà. Đi nào Jiudu. Suýt thì tôi. Wow. Vừa siêu khỏe, vừa siêu đáng sợ. Tụi mình cũng làm được mà Ghibli à. Đi thôi. Chào.
có vấn đề gì không? Lên đi Trip đi, cho họ biết thế nào là lễ độ đi. Đúng là trò cười mà. Bình tĩnh đi Trip đi bớt. Đừng mà. Pokemon, mình chọn cậu. Pika Pika. Pikachu, cậu là một ngôi sao. Pika Pika. Thưa quý ông và quý bà, là Pikachu. Cho xin chữ ký được không? Tụi mình hâm mộ cậu lắm, Pikachu à. Pikachu. Này, đủ rồi đó. Thôi đi. Dừng lại, còn cô. Cho tôi xin chữ ký nha. Đi mà. Xin siêu sao đó. Cảm ơn. Còn chữ ký cho mình thì sao? Xem tôi có gì nè. Chữ ký của Pikachu. Hả? Charmander. Cô ghen tị đó hả? Hết thời gian rồi. Ô, bỗng cô. Đi mà. Thôi được, sao mà từ chối cưng được chứ. Đây nè. Khi không có ai để ý thì cậu làm gì trong đó vậy? Coca là tuyệt nhất. Chẳng thấy gì cả. Xin lỗi nha, Trip đi phớt. Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu mà. Tôi không mang Pokemon thật mà. Cái gì bên trong vậy? Xin lỗi, không phải là cố ý đâu. Cậu nặng quá rồi đó, Theo. Giữ thẳng nào, Chipley. Nào, Chipley. Tiến lên đi. Biết rồi. Chào buổi trưa nha. Xin chào. Vé của tôi đây nè. Tốt lắm. Anh không mang Pokemon chứ? Tất nhiên là không rồi. Tuyệt vời. Xem phim vui vẻ ha. Đợi chút đã. Thấy có điểm rồi đó nha. Thành công rồi chứ? Tất nhiên rồi. Người khổng lồ kia, anh bị lật tẩy rồi nha. Ôi không. Tôi cũng có Pokemon dưới áo đây nè. Lửa. Làm tốt lắm Charmander. Bỗng ngô suất lớn giá 20 đô ạ. Cảm ơn nha. Mình sẽ giấu cầu Pokemon vào đây để không ai nhìn thấy. Chỉ cần ấn nó xuống là được. Xong. Này, có cầu Pokemon không đó? Tôi mà tìm thấy thì sao? Cậu cầm cái gì vậy hả? Bỗng ngô à. Tôi thích nhất là vị phô mai đó nha. Anh chàng không nhận ra. Phải, phô mai là ngon nhất. Vậy tôi vào được chưa? Cảm ơn, cảm ơn. Không, không, không.
Nhầm lúc rồi, Jiggly Pop à. Xinh đó. Phải hát như vậy nè. Lên đi, Charmander. Xử anh chàng hả? Cứ để cho tôi. Đừng, đừng, đừng. Cái gì? Anh bảo vệ tuyên chiến với Pokemon đó hả? Chuyển sang kế hoạch B thôi nào. Ngực Pokemon. Đúng là thiên tài. Chào, bé của tôi đây nè. Được. Còn cầu Pokemon thì sao? Làm gì có đâu. Để tôi kiểm tra đã. Không phải của tôi mà. Tôi không quan tâm. Ra ngoài. Hả? Ý tưởng hỏng rồi à. Mất công mình chuẩn bị quá đi. Tuyệt. Không nghe thấy gì cả. Jigglypuff, đến lúc biểu diễn rồi. Hát đi. Kéo, búa, bao. Cái này. Tôi thắng rồi nha. Quá đỉnh luôn. Buồn ngủ quá à. Tuyệt vời. Tụi mình đi thôi nào. Bé đây nha. Dừng, dừng, dừng đi. Thôi đi mà. Cậu làm khán giả ngủ hết rồi kìa. Lạ ghê. Chúng ta dừng ở đâu vậy nhỉ? Phải nghĩ cách thôi. Anh bảo vệ cũng có Pokemon yêu thích kìa. Thả tôi ra, đồ điên. Đúng là thiên tài. Phải rồi. Run. Tôi có vé đây nè. Cùng đi xem phim nha, Charmander. Hào hứng quá à. Tôi đi nha. Làm ơn. Không, Pokemon không được vào trong rạp phim. Được lắm. Được rồi, ai tiếp đây? Được rồi. Thế này thì sao hả, Phil? Ha, dễ hơn. Thử nó đi nào, Pikachu. Pokemon của tớ. Tớ là dân chuyên mà. Thử đánh bại Pokemon của tớ đi nào. Lên luôn đi, Pikachu. Nè, quá đáng thật đó nha. Đi nào các cậu. Còn cuộc chiến này thì sao hả, Phil? Pikachu và tớ luôn sẵn sàng mà. Đánh nhanh thắng nhanh thôi nào. Tớ thách thức cậu với chiêu đu đó. Lên nào chiêu đu. Tia chớp nè, Pikachu. Bóng điện, lên thôi. Cậu chỉ có nhiêu đó thôi sao? Pokemon của tớ đâu rồi? Hết rồi. Ở đây cũng không có gì luôn. Mình chết vì đói mất. Đến lúc phải đi shopping rồi. Lấy cái này. Này nữa. Và cái này nữa. Wow, là Mew.
Leo kìa. Giờ cậu là của tớ nha. Thôi mà, cho tớ uống hết sữa đã chứ. Đúng là buổi shopping bội thu. Cuối cùng thì mình cũng thu thập được Leo rồi.